kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Quỳnh Nhai phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Sơn La. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung sau. Mở đầu là gương nông dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi. Cuối chương trình có phóng sự Quỳnh Nhai tăng cường công tác phòng chống ma túy. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Mực Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã có nhiều bước phát triển, tác động tích cực đến đời sống của hội viên nông dân góp phần nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu qua việc xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả. Cũng từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhờ nguồn vốn vay, ngân hàng chính sách xã hội. Đến bản Kiếu Hát, xã Mường Giàng, người dân trong xã, trong bản không ai không biết đến gia đình ông Lò Văn Lánh, bởi ông chính là một tấm gương nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Một hội viên nông dân nhiệt huyết, chịu thương, chịu khó, tích cực trong chăn nuôi và sản xuất. Nhớ lại những năm trước đây, cuộc sống của gia đình ông và người dân trong bản còn gặp nhiều khó khăn, quanh năm chỉ trông chờ vào cây ngô, cây sắn. Với bản tính siêng năng, cần cù, chịu khó và ham học hỏi, không chấp nhận cuộc sống hiện tại, năm 2018, thông qua tổ chức hội nông dân và đoàn thanh niên xã, ông Lánh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 20 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản. lại là ngân hàng chính sách cho vay tiền về đầu tư à, lợn châu bò bây giờ gia đình muốn mua xe cổ chạy hoặc là muốn ngân hàng tạo điều kiện bay cao lên xong là muốn phát triển kinh tế tôi cũng hướng dẫn cho bà con làm theo đến năm 2023 ông lánh tiếp tục được bình xét cho vay nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội thêm 50 triệu đồng chương trình cho vay sản xuất kinh doanh để đầu tư phát triển thêm đàn vật nuôi. Đến nay, gia đình ông có hai con trâu, hai con bò, đàn lợn hơn 10 con và nhiều gia cầm khác. Cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức hội, ông được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất chăn nuôi. Nhờ đó, đàn gia súc gia cầm của gia đình ông luôn phát triển, thu nhập của gia đình mỗi năm trừ chi phí cho thu lãi khoảng 70 đến 100 triệu đồng. Như là hộ ló văn lánh từ khi được tiếp cận vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội. Đối với hộ này trâu bò, sinh sản phát triển rất tốt. Và còn một số hộ khác nữa, hộ nghèo cơn nghèo được tiếp cận, cận vay vốn của ngân hàng. Trong thời gian tới kính mong a ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ và chúng tôi à uh, cũng sẽ vận động bà con hộ nghèo cơn nghèo được tiếp cận uh, vốn của ngân hàng phát triển kinh tế đầy đủ và đều đặn hơn. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông lò văn lánh cũng luôn gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, là tấm gương sáng trong công tác vận động tuyên truyền nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong sản xuất kinh doanh, thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi với bà con nhân dân trong bản. Ở trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thì ban giảm nghèo xã đã tham mưu giúp cấp ủy chính quyền xã tổ chức triển khai thực hiện cái chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đặc biệt là để chính sách giảm nghèo trên địa bàn toàn xã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức triển khai các chủ trương chính sách về đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các hộ nghèo hộ cận nghèo nói riêng và các hộ dân trên địa bàn nói chung à thực hiện có hiệu quả cái nguồn vốn vay. À, đến giờ phút này thì à các hộ được vay vốn à, sử dụng và có hiệu quả đúng mục đích theo chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo đã đề ra. Có thể thấy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tác động tích cực đến đời sống cán bộ hội, hội viên nông dân ở xã Mực Giảng nói riêng và huyện Quỳnh Nhai nói chung. Người dân đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng các mô hình kinh tế giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo có mức sống thấp vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án chuyển hóa xây dựng xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 297 huyện Quỳnh Nhai đã đẩy mạnh lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng, đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phòng chống ma túy, góp phần kiềm chế ngăn chặn, từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Thời điểm năm 2006 trở về trước, tình hình nghiện hút buôn bán và sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn Quỳnh Nhai diễn ra rất phức tạp. Số người nghiện ma túy chiếm hơn 1% dân số, trong đó trên 65% trong độ tuổi lao động. 12 trên 13 xã, 65% số bản xóm có người nghiện ma túy. 10 trên 13 xã, có 36% bản xóm có điểm tệ nạn ma túy. Đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã được xác định là địa bàn không phải trọng điểm về ma túy, không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Năm 2023, Công an huyện Quỳnh Nhai đã phát hiện bắt giữ 51 vụ, 62 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 7 vụ, giảm 1 đối tượng so với năm 2022. Thực hiện chỉ thị và nghị quyết của chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban dân tỉnh về cái việc mà giúp đỡ giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn cơ sở thì công an huyện Quỳnh Nhai đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai xây dựng cái mô hình toàn dân giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn toàn huyện và chúng tôi lấy địa bàn xã Trường Ơn làm cái mô hình điểm là cái số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương thì đã được giúp đỡ về mặt tinh thần và cái con giống. Đây là cái việc làm nhân văn của cấp ủy chính quyền địa phương nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống ma túy, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ quan đoàn thể và cộng đồng xã hội chung tay vào cuộc đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, và khẩu hiệu hành động toàn dân đoàn kết xây dựng bản tiểu khu tổ dân phố và cơ quan đơn vị trường học gia đình không có ma túy công tác đấu tranh tố giác phát giác người nghiện thực hiện có hiệu quả công an huyện đã tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nhân dân các trường học trên địa bàn đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến các đối tượng là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy vận động và tiến hành nhiều giải pháp để tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội đối với công tác phòng chống ma túy. Với cách làm đi tận ngõ, gõ từng nhà, gặp gỡ trực tiếp từng đối tượng, thực hiện tốt việc tư vấn kết hợp các biện pháp sàng lọc để 100% người nghiện ma túy được chữa trị, cai nghiện, giúp đỡ cai nghiện, đi đôi với quản lý, khống chế từng bước giảm dần số người nghiện ma túy trên địa bàn qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng chống ma túy. Xã Trịnh Ơn, huyện Quỳnh Nhai có 670 hộ với 3.257 nhân khẩu, trong đó dân tộc kháng chiếm 51%, dân tộc Thái chiếm 48%, còn lại là dân tộc khác. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nên đời sống kinh tế của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện trên địa bàn xã có 7 người trong diện quản lý, trong đó một người đang đi cai nghiện bắt buộc, 4 người đi làm ăn xa không có mặt ở địa phương. Đối với địa bàn xã Trình Ơn thì không phải là địa bàn phức tạp về ma túy. Tuy nhiên thì qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn của lực lượng quan xã thì vẫn tiềm ẩn phức tạp trong một số thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương. Mặt khác các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện chất ma túy không có cái công việc làm ổn định, do vậy cũng gặp gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện công tác phòng chống kiểm soát ma túy tại địa bàn. Tuy nhiên thì trong thời gian qua thì công an xã cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã và ban quản lý các bản để tiến hành áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ số đối tượng trong diện quản lý để phòng ngừa các đối tượng tái phạm và nếu phát hiện trường hợp nào tái phạm thì cái kiên quyết lập hồ sơ đưa các đối tượng đi vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, công an xã thường xuyên bám nắm địa bàn, sâu sát cơ sở, phối hợp với các lực lượng trong thực hiện mô hình đảm bảo an ninh trật tự, quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy và thực hiện công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện. Hàng năm, lực lượng công an xã đều tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện không buôn bán, sử dụng tàng trữ trái phép các chất ma túy đưa nội dung phòng chống ma túy vào hương ước của bạn để mọi người cùng chấp hành à, trước tôi đi cái tạo về tôi trở về với hòa nhập với cộng đồng các cán bộ các cấp giúp đỡ tôi tận tình xuống tận gia đình để tôi một cặp dê để phát triển kinh tế ổn định gia đình tôi rất cảm ơn tại địa bàn xã mừng giàng ngoài tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy công an huyện quỳnh nhai đã phối hợp với công an xã và các đơn vị trường học tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa qua đó góp phần bổ trợ cho các em kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy học đường và các tệ nạn xã hội để các em có phòng tránh sau khi tham gia các cái buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội thì em và các bạn học sinh đã có nhận thức kỹ hơn về uh, nguyên nhân, biểu hiện và tác hại của ma túy tệ nạn xã hội đối với mọi người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ chúng em đang ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó thì chúng em có trách nhiệm hơn trong suy nghĩ và hành động của mình vào việc phòng tránh ma túy và tệ nạn xã hội ạ. Thực hiện các cái việc phòng tuyên truyền về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội đối với các bạn học sinh thông qua fanpage này rồi uh, các cái vở kịch, rồi các cái buổi ngoại khóa, các buổi hoạt động dưới cờ. Từ đó thì góp phần nâng cao nhận thức của các bạn học sinh về tác hại của phòng chống. Trong quý 1 năm 2024, Công an huyện Quỳnh Nhai đã phát hiện bắt giữ 9 vụ 11 đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn, bằng số vụ số đối tượng so với cùng kỳ năm 2023. Lập hồ sơ đề nghị Tòa án Nhân dân huyện quyết định đưa 13 người đi cai nghiện bắt buộc, tăng 7 người bằng 217% so với cùng kỳ năm 2023. Về tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, Công an các xã đã giả soát, phát hiện lập hồ sơ quản lý 17 người sử dụng trái phép chất ma túy, đưa vào diện quản lý 11 người nghiện ma túy. Hiện tại, huyện Quỳnh Nhai đang quản lý 56 người sử dụng trái phép chất ma túy, 108 người nghiện ma túy. Trong quý I, toàn huyện không để xảy ra tình trạng trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy. Căn cứ các tiêu chí ban hành theo quyết định số 1185 ngày 3 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có 7 trên 11 xã tạm thời đạt tiêu chuẩn không có ma túy, 4 trên 11 xã có ma túy. Năm 2024, Công an huyện Quỳnh Nhai xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân không tham gia à, hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy. Mục tiêu là quản lý, cai nghiện cho số đã vi phạm, không để tái sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời ngăn ngừa không để phát sinh người sử dụng ma túy mới, người nghiện ma túy mới. Trong thời gian tới, công an huyện sẽ tích cực chủ động tham mưu với ban chỉ đạo phòng chống ma túy của huyện, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đảng ủy, ban dân các xã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phòng chống ma túy, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, phát động phong trào toàn dân tham gia phát giác tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy tại 100% các bản xóm và 100% các trường học. Thành lập, củng cố nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy từ cơ sở như là mô hình tổ tuyên truyền xung kích của huyện Quỳnh Nhai, mô hình tổ tuyên truyền xung kích cấp xã, mô hình trường học không có ma túy hướng tới mục tiêu xây dựng giữ vững 100% các cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy. 7 trên 11 xã 85 trên 103 xóm bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy hoặc là đạt tiêu chuẩn sạch về ma túy. Phát huy những kết quả đã đạt, công an huyện Quỳnh Nhai tiếp tục chỉ đạo thực hiện chặt chẽ quyết liệt các biện pháp công tác phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn, tập trung lực lượng bám nắm địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy quý vị và các bạn thân mến trang cơ sở của trung tâm truyền thông văn hóa huyện quỳnh nhai phát trên sóng đài phát thanh truyền hình sơn la xin khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trang cơ sở lần sau xin kính chào tạm biệt